Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Tiếp tục giải thích các chỉ tiêu trong cái lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. Nguyên một cái chuỗi series, được chưa? Hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn cái mã 05 này. Được không các bạn? Tại sao trong lưu chuyển tiền tệ lại mình lại có cái mã 05 này? Rồi được chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Mình lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp á, là mình đi từ cái mã 01. Mã 01 nó đi từ kết quả kinh doanh, nó lấy từ mã số 50 nó chuyển qua. Thì trong cái mã 01 này á, là nó bao gồm lãi lỗ của hoạt động đầu tư trong này luôn. Các bạn có công nhận không? Có phải là mã 01 này nó bao gồm lãi lỗ của hoạt động đầu tư không? Tại vì mã 01 đây là nó lấy kết quả kinh doanh là mã 50 nè. Là mã 50 là lợi nhuận trước thuế, là nó bao gồm lãi lỗ hoạt động kinh doanh, lãi lỗ hoạt động đầu tư và lãi lỗ hoạt động tài chính trong này luôn. Nhưng mà mình đang lập lưu chuyển tiền thuần của hoạt động kinh doanh, tức là mình đang lấy ra cái dòng tiền thuần của hoạt động kinh doanh. Do đó mình phải loại trừ cái lãi lỗ hoạt động đầu tư ra thì cái mã 20 này nó mới trở thành lãi. Thì cái mã 01 này nè, nó mới trở thành lãi lỗ của hoạt động kinh doanh không thôi. Được không các bạn? Rồi từ đó chúng ta mới điều chỉnh tiếp tục mã 09 tới mã 17. Những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng tới tiền. Được không? Chúng ta cũng điều chỉnh đó thì nó mới trở thành cái mã 20 được. Rồi các bạn hiểu lý do vì sao mà điều chỉnh mã 05 chưa? Lý do rất đơn giản là trong mã 01 này chúng ta có lãi lỗ từ hoạt động đầu tư. Thì bây giờ chúng ta phải bỏ nó ra thì nó mới trở thành lãi lỗ của hoạt động kinh doanh. Đó là cái lý do vì sao có mã 05 này. Như thế nào là hoạt động đầu tư thì các bạn có thể để cái con chuột trên đây nè, bấm F1 nè. Đó, nó bao gồm rất là nhiều thứ ở trên này. Nó mấy cái dấu cộng nữa các bạn. Lãi lỗ từ bán tài sản cố định nè, lãi cho vay, lãi tiền gửi nè. Được chưa? Rồi tôi ví dụ cho các bạn xem. Đây các bạn. Ví dụ như là các bạn bán tài sản cố định có thể lời hoặc là lỗ. Ví dụ nguyên giá là 100 triệu, hao mòn lũy kế là 20 triệu, giá trị còn lại là 80 triệu, và giờ các bạn là bán thu bằng tiền là 90 triệu, thì các bạn có phải là chúng ta lời 10 triệu không? Thì đây tôi làm cho các bạn xem luôn. Giả sử công ty mình có mỗi nghiệp vụ đó thôi thì chúng ta lời 10 triệu, thì chúng ta ghi chỗ này 10 triệu nè, đúng không các bạn? Rồi, với nghiệp vụ này có phải là chúng ta lời 10 triệu không? Đúng không? Như vậy lời 10 triệu đây nó chính là hoạt động đầu tư, thì chúng ta phải bỏ nó ra. Mà mình bỏ cái lời thì mình ghi âm. Mình bỏ cái lời rồi mình ghi âm. Còn nếu mà mình lỗ thì mình sẽ ghi số dương. Nhớ chỗ này nha. Rồi xong. Như vậy là khúc đây là mã 20 nó trở thành lưu chuyển tiền thuần của hoạt động kinh doanh nè, là nó bằng 0. Như vậy đây là hoạt động đầu tư nên cái dòng tiền hoạt động đầu tư nó phải là 90. Thì chúng ta phải ghi vào cái mã số bao nhiêu? Mã 22 là 90 triệu. Đây là dòng tiền bán tài sản cố định, thu tiền từ bán tài sản cố định. Đúng chưa các bạn? Rồi được chưa? Tôi ví dụ số 2. Giả sử các bạn có lãi tiền gửi, lãi cho vay nè. Đây. Đây cũng chính là hoạt động đầu tư là 10 triệu. Đúng không các bạn? Đây chính là hoạt động đầu tư là 10 triệu. Được chưa? Thì chúng ta ghi trên này. Bây giờ chúng ta bỏ chỗ này. Bỏ nè. Bỏ nè. À, bỏ luôn. Rồi. Đây ghi đây 10 triệu. Đây là lãi của hoạt động đầu tư. Mà chúng ta đang lập lưu chuyển tiền cho hoạt động kinh doanh. Vậy cái chỗ đây nè. Nó là lãi hoạt động đầu tư. Chúng ta phải bỏ nó ra. Vậy bỏ cái lãi thì chúng ta ghi số âm. Ghi dưới đây 10 triệu. Đó. Và cái đây là mình có dòng tiền của hoạt động đầu tư nè. Thì mình sẽ ghi vào mã số 27 của hoạt động đầu tư các bạn. Đây. 10 triệu. Rồi, các bạn rõ chưa? Đây ví dụ công ty mình có mỗi nghiệp vụ này thôi thì đây là dòng tiền của hoạt động đầu tư nè, 10 triệu nè. Và dòng tiền của hoạt động kinh doanh là bằng 0 nè. Rồi được chưa? Rồi các bạn hiểu nguyên nhân vì sao mà chúng ta điều chỉnh cái mã 05 này trong lưu chuyển tiền tệ theo pháp gián tiếp chưa? Được chưa các bạn? Rồi. Các bạn muốn hiểu sâu về lập và đọc lưu chuyển tiền tệ theo pháp gián tiếp thì hãy kết bạn Zalo của tôi. Được chưa các bạn? Ngày 19 này tôi có khai giảng cái khóa lập
và đọc lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. Bạn nào muốn học chuyên sâu thì inbox tôi. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.